Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái chuyến đi từ thiện cũng như là đi giảng ở khu vực Đồng Tháp, đây là khu vực Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp, thì thầy trước cái hồ sen bao la mênh mông, thầy xin gửi quý vị một cái chia sẻ về hạnh Bồ Tát qua cánh hoa sen. Quý vị là biết là cái biểu tượng của hoa sen thì là cái biểu tượng của đất nước Việt Nam mình, nhưng mà đặc biệt là biểu tượng ở trong Phật giáo, tại vì cái đầm sen có cái được cái tên gọi á mà người ta rất là thân thương á là Tháp 10, chỉ đẹp nhất là cánh hoa sen thôi. Quý vị, tức là cái biểu tượng của Tháp 10 và cũng là biểu tượng của Việt Nam, và cái hoa sen á là lại là biểu tượng của Phật giáo. Quý vị thấy là trong tất cả các cái chùa mà chúng ta thấy là thờ Phật, Đức Phật đứng hoặc là niết bàn hoặc là ngồi thì đều là trụ trên cái tòa hoa sen. Và mình hiểu tại sao lại chọn biểu tượng Phật giáo là nhành hoa sen, tại vì là cái cây sen nó mọc á thì nó mọc trong cái vùng đất đầm lầy bùn, mà đất có thể là không trồng lúa được luôn, đất có thể là sâu, nhưng mà hoa sen có thể mọc lên được. Và chính cái hoa sen, cái tính chất của hoa sen, kinh Pháp Hoa nói đó là rất là trong sạch, có nghĩa là từ cái cọng sen, ngó sen, thân sen, tuy là ở trong bùn lầy nhưng nó không nhiễm bất kỳ cái gì của bụi bặm của bùn lầy cả. Và cái sen nó tô điểm cho cuộc đời rất là đẹp. Quý vị thấy là cái đầm sen mênh mông nè, vào cái buổi chiều nắng nhạt này, và chúng ta sẽ nhìn qua một cái làn sương của cái hơi nước bốc lên, chúng ta mới cảm nhận được cái sự yên bình của quê hương của mình, nhất là khu vực Đồng Tháp này. Quý vị, và thông qua đó chúng ta thấy hai cái hạnh của Bồ Tát. Thứ nhất là hạnh tu tập, thứ hai là hạnh độ sanh. Hạnh tu tập á, có nghĩa là bông sen đi giữa cuộc đời này, tuy là bùn nhơ, có nghĩa là nhiều cám dỗ, nhiều thử thách, nhiều gian truân. Khi chúng ta nhìn thấy thích, chúng ta nghe thấy thích, chúng ta nếm thấy thích, ngửi thấy thích, xúc chạm thấy thích. Nhưng mà những cái thích đó thì Đức Phật dạy ở trong Kinh Tiểu Dự Đế á, là nguyên nhân của tất cả các đau khổ đều là do ưa chuộng, muốn ham, thích mà ra. Do đó nguyên nhân tất cả đau khổ đều do thích, mến, ưa mà ra. Như vậy thì nguyên nhân của đau khổ là do dục. Nên Bồ Tát tu tập muốn lìa bể khổ thì ở trong dục mình phải lìa dục, chứ không phải ở ngoài dục mà lìa dục. Có nghĩa là Phật Pháp bất ly thế gian giá, có nghĩa là ở giữa cuộc đời này, ở giữa cuộc trần này là đắm say dục lạc thì mình phải lìa dục. Mà ở giữa cuộc đời này tức là Phật Pháp bất ly thế gian giác. Như vậy thì giữa cái cuộc đời này, Bồ Tát đi trong cuộc đời thì phải tiếp xúc. Tiếp xúc với, ở giữa cuộc đời này quý vị tiếp xúc với vật chất, phù hoa cám dỗ mà mình có thể tu được, thì đó là hạnh Bồ Tát tu. Có nghĩa là không có trốn tránh cuộc đời, không vào rừng sâu núi thẳm, mở tất cả các ngành nghề. Ví dụ quý thầy á, thì ở trong chùa, còn quý Phật tử á, thì ở tất cả các ngành nghề của mình. Ví dụ có người á, thì làm công nhân viên, có người thì làm công nhân, có người á, thì làm kỹ sư, bác sĩ, vân vân. Bất kỳ cái ngành nghề nào, bất kỳ ở khía cạnh nào đều có cái sự cám dỗ của nó, tức là cái danh và cái lợi của nó bao bọc xung quanh mình. Nếu mà mình không có cảnh giác, nếu mà mình không có bình tĩnh trước những cái đó, thì chính những cái đó nó sẽ làm một cái rào cản cho mình. Khi mà chúng ta mê muội vào trong đó rồi đó quý vị, chúng ta thoát ra không có được. Dục mà, nó gọi là ái dục mà, là Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, không có lửa nào tham,
như lửa sân, không có ngục tù nào như lòng si, không có lưới nào như lưới vô minh, và không có dòng sông nào như ái dục. Quý vị, nên ái dục là một cái mà mình phải kiêng dè với nó, nhất là người tu giữa cuộc đời này, ở bất kỳ ở nơi nào thì chúng ta cũng phải là để ý tới nó, để cảnh giác tới nó. Như vậy thì Bồ Tát hạnh tu trong cuộc đời là giống như cái bông sen này, tuy là sống trong đầm, nếu rời đầm thì bông sen nó cũng không có lên được đâu, mà nó nhờ vào trong đầm. Mà nhờ trong đầm là tinh chất nguyên sen ở trong đầm, có nghĩa là tinh chất của sen là nó lấy cái tinh hoa tinh túy của đất trời thôi, lấy cái chất dinh dưỡng từ ở trong lòng đất mà nó sống. Quý vị thấy cái lấy cái ngó sen mình sẽ lột ra phía bên trong, bẻ ra phía bên trong, không thấy miếng bùn nào cả. Tuy là người ta lấy sen từ ở trong bùn mà ra đó, nhưng mà không có một chút bùn nào cả. Như vậy là hạnh tu của Bồ Tát. Nên giữa cuộc đời này, quý vị thấy là nhầm khi trong cái cảnh phồn hoa đô hội, nhầm khi cái cảnh là rất là giàu sang phú quý, danh vọng bạc tiền, nhưng cái người tu ở trong cảnh đó, người ta cảnh giác được cái đó, là biết là cái đó đem lại cái nhân đau khổ cho mình của kiếp này và những kiếp về sau. Nên cái người tu tập đó, quý vị, là họ theo cái hạnh bông sen, tức là hạnh hoa sen, hạnh của cái cây sen cắm trong lòng đất mà không có nhiễm bùn, có nghĩa là chỉ lấy những tinh chất mà sống để tồn tại, để tu tập mà thôi. Ví dụ như những vị tỳ kheo ngày xưa đi khất thực, đi giữa cuộc đời này chỉ thọ nhận những gì mà nuôi đủ cho bản thân mình, cái tấm áo, cái tấm y và đồ vật thực vậy thôi, chứ không có bất kỳ cái gì có thể làm ô nhiễm được một cái người tu sĩ. Cái thứ hai nữa là cái hạnh lợi ích cho cuộc đời thông qua cái bông sen. Quý vị thấy hạnh lợi ích cho cuộc đời là ví dụ như trong cái nghề thuốc, quý vị thấy cái tim sen là bệnh cố sáp, tức là rỉ chỗ nào thì co là chỗ đó. Còn cái gương sen, cái lá sen, cái lá sen thì có thể tác dụng tan mỡ máu và an thần. Còn cái gương sen cũng là an thần. Còn quý vị đặc biệt cái ngó sen á, thì làm thức ăn rất là tốt, xào, nấu canh, vân vân. Còn củ sen nữa, quý vị thấy củ sen nấu chè không? Như vậy là thân sen, lá sen, tim sen, ngó sen, rồi cái hạt sen. Hạt sen á, thì là làm rất là nhiều. Ví dụ như người ta nấu chè, người ta chưng với các cái khác, rồi người ta nấu canh, vân vân. Đặc biệt hạt sen cũng làm trong thuốc luôn. Như vậy thì quý vị thấy là tất cả từ trên xuống dưới của cây sen không có cái gì bỏ đi hết, mà làm lợi ích cho cuộc đời hết, từ tươi cho đến khô. Thì cái tu hạnh Bồ Tát trên cái hoa sen á, chúng ta thấy á, là một Bồ Tát đi giữa cuộc đời này thì tất cả những cái thời gian công sức của cải, vật chất, sức khỏe và tâm niệm của mình đều phục vụ cho chúng sanh, phục vụ chúng sanh là cúng dường cho chư Phật. Nên tất cả Bồ Tát đi giữa cuộc đời này đều phải nghĩ tới chúng sanh. Ví dụ mình làm một cái điều gì đó, xem cái điều này có lợi cho ai hay không, hay là không có lợi. Cái điều này có ích cho cuộc đời hay không, hay là không có ích. Nếu cái nào mà có ích trong cuộc đời thì chúng ta sẽ là hết lòng để vì cuộc đời mà chúng ta đi đến. Nên mỗi khi dấu chân của vị Bồ Tát đi đến đâu thì là cuộc đời được tươi đẹp đến đó. Mỗi khi mà vị Bồ Tát đi đến đâu thì cuộc đời được an ổn tới đó. Nên vị Bồ Tát đem đến lợi ích cho cuộc đời không phải vì cái lợi ích riêng cá nhân của mình, mà mình mới đem lợi ích cho cuộc đời thông qua đó làm lợi ích cho mình, mà không phải vị Bồ Tát đi đến đó làm lợi ích cho cuộc đời với lòng tâm từ, tâm bi. Tâm từ là thấy chúng sanh khổ, khởi một lòng thương yêu tha thiết. Tâm bi là thấy chúng sanh khổ, khởi lòng tâm cứu khổ của chúng sanh. Nên một cái người mà phát tâm Bồ Tát như cái hạnh hoa sen, tuy là đi giữa cuộc đời có thể không ai biết ai hay hết, Bồ Tát á, không ai biết ai hay gì hết, không cần danh, không cần tánh gì hết, không phải cần đến đó để người ta đánh trống mà rước cửa, từ cửa cho mình vào, rồi người ta đi mình cung tiễn, đi như một nhà vua. Mà Bồ Tát lẳng lặng giữa cuộc đời như hoa sen lẳng lặng trong bùn, buổi sáng, buổi chiều, nước ngập, nước khô đều chịu đựng hết, và rất mạnh nha quý vị. Cái sen á, có thể đi qua cái đường bờ này luôn, có nghĩa là cái ngó sen đâm xuyên qua đường bờ luôn, và cái sức sống mãnh liệt tiềm tàng ở trong lòng đất.
cũng như một cái người mà tu tập cũng vậy đó quý vị. Dầu cho hoàn cảnh khó khăn gian nan cực khổ nào, âm thầm giữ đạo, giống hệt như cái ngó sen mà chìm thẳng vào trong lòng đất, mà đi xuyên qua tất cả các cái cứng, cỡ nào sen cũng đi qua hết quý vị, và vẫn tồn tại một sự sống. Nên sen á thấy vậy đó quý vị, chứ là không có chết đâu. Mình thấy là không còn cái khô rang hết, nứt đất hết, nhưng mà mùa sau mưa tới thì sen nó vẫn lên, vẫn chỗ hoa phục vụ cho đời, vẫn có ngó sen, vẫn có gương sen, vẫn có lá sen, vẫn có hạt sen, quý vị thấy không? Nhất là cái mùa nước nổi ở Đồng Tháp này, vào tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 bây giờ là qua tháng 11 rồi, nên nước rút xuống là ít như thế này, ít như vậy đó mà còn vậy đó. Còn quý vị thấy là nước lên tới cỡ này luôn, ngập tất cả các cái bờ này luôn, vào cái mùa nước lũ ở nơi này đó quý vị. Ở nơi này rất là nhiều cây, rồi có bông điên điển rồi vân vân, rồi bông súng, nơi nào có sen súng mọc không có được, quý vị thấy không? Có muốn bụi bông súng nào không? Súng không thể nào đấu được với sen, thấy vậy đó quý vị. Chứ sen âm thầm lấn ra. Nên cái tâm mà từ tâm bi, tâm hỷ tâm xả đó quý vị, đến đâu thì tất cả các cái tâm xấu ác nó tiêu hoại đến đó, trí tuệ đến đâu thì là màu đen mất đến đó, tâm từ đến đâu thì tâm sân tiêu đến đó, tâm bi đến đâu thì tâm tham tiêu đến đó. Quý vị, như vậy thì giữa cái đất mênh mông của đại ngàn này, sen lẳng lặng bò ra, lẳng lặng lan rộng, lẳng lặng lan rộng như là lòng từ của Đức Phật lan truyền cho các đệ tử, truyền từ tổ Maha Ca Diếp sang là tổ A Nan, Sương Na U Ba Cúc Đa, Thương Na Hòa Tu, rồi tổ 28 Bồ Đề Đạt Ma, vân vân, đi hết tất cả qua tổ tổ tương truyền, đạo Phật vẫn còn tồn tại tới ngày hôm nay. Nên cái tinh thần Bồ Tát đạo, tu Bồ Tát đạo và phục vụ chúng sanh theo Bồ Tát đạo thì là người cư sĩ hay người tu sĩ gì cũng có, miễn là người con Phật là được quý vị. Tự lợi tức là mình tu tập cho mình, lợi tha là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Chúng ta không biết làm bằng cách nào thì chúng ta hãy quan sát cái cây sen ở dưới đầm sen lan rộng, lan tỏa yêu thương đến cho mọi người, nhưng mà không lấy gì của cuộc đời này cả quý vị, chỉ lấy đủ để sống mà thôi, tức là hưởng đủ cái tấm y bên ngoài để mặc, hưởng đủ cái một bữa cơm để ăn cho qua ngày thôi, ngủ giường thì bề ngang bảy tấc thôi nha. Rồi là không có tài sản, không có vật chất, không có gia đình vợ con gì hết giữa cuộc đời này, đó người xuất gia. Còn người ở tại gia thì cũng có gia đình, có vợ con, nhưng mà phát lên một cái tâm dũng mãnh gieo duyên lành với nhà Phật để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nên giữa cái đầm sen mênh mông bát ngát thế này, nên chúng ta mới thấy được cái tính chất tu tập của sen là tính chất trong sạch của bông sen. Cái thứ hai nữa là tính chất độ đời, là tính chất lợi ích cho chúng sanh. Hai cái mặt này luôn luôn lúc nào nó cũng đi vào nhau, nó tương tác vào nhau để làm những cái điều hết sức là lợi ích cho cuộc đời này. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng không phải là ở nơi nào cũng có hoa sen mọc như thế này đâu quý vị. Chỉ cái nơi đầm nước, nơi bùn lầy. Còn nơi nào nhà cao cửa rộng sen không có tới. Quý vị không? Sen trong chậu thôi chứ không thể sen tới đó được. Nên những nơi nào danh, nơi nào lợi thì Bồ Tát không có nhúng tay vào. Còn những nơi nào chúng sanh đau khổ thì Bồ Tát mới đi đến nơi làm lợi ích cho cuộc đời. Chứ không phải là chỗ nào mà Bồ Tát cũng tới đâu. Quý vị, nơi nào chúng sanh khổ thì Bồ Tát tới, nơi nào chúng sanh cần thì Bồ Tát tới. Và sau khi mà giúp đỡ cho chúng sanh xong thì Bồ Tát mới quay về nơi tịnh tu riêng của mình. Có nghĩa là nơi am tất, tịnh thất, tịnh xá, nơi riêng của mình để mà Bồ Tát tu tập thông qua các cái tầng thiền định, thiền quán, và thông qua các cái sự tu để mà đoạn diệt tất cả các lậu hoặc. Thì lúc đó Bồ Tát giữ hai cái điều này, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, âm thầm đi giữa cuộc đời này, không màng danh, không màng lợi gì cả. Nên nói quý vị, chúng ta phát tâm Bồ Tát. Quý vị biết là một vị tu tập Ba La Mật nhiều đời nhiều kiếp mới thành tựu đạo quả A-La-Hán, chứ không phải là một đời một kiếp đâu. Nên chúng ta nhìn cái đầm sen, nhìn cái hồ sen, nhìn từng cây sen. Nên khi mà Đức Phật Ngài thành đạo đó, Ngài mới nhìn ra cái hồ sen, Ngài thấy sen thấp, sen cao, cộng thấp, cộng cao, cộng ở dưới nước. Thì mới thấy được rằng căn cơ chúng sanh sai biệt khác nhau. Do đó mà giáo pháp nhà Phật
tùy vào nhân duyên, tùy vào căn cơ chúng sanh, đều có thể giúp đỡ chúng sanh được. Nên Bồ Tát đi giữa cuộc đời này không ngại gian lao, không màng khó nhọc á quý vị. Nhưng mà nó khó chứ không phải là dễ. Mình phải phát một đại nguyện tâm Bồ Tát, nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. À, quý vị có một lời đại nguyện đối với chư Phật chư Bồ Tát, trước cái tâm mình và trước chư Phật chư Bồ Tát, một lời đại nguyện: con ơi, thần minh chứng giám, đất trời tỏ thông. À, quý vị nên có vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời này một mình một bóng. À, có thể người ta du quan, có thể người ta giá họa, có thể là bao nhiêu thứ người ta chưa hiểu về mình, nhưng Bồ Tát âm thầm giữ đạo, đem Phật pháp, đem tứ diệu đế, đem bát chánh đạo đến cho mọi người, lan tỏa cái nguồn yêu thương. Nơi nào có Bồ Tát đi đến, nơi đó có sự yêu thương, nơi đó chúng sanh có sự an lạc giữa cuộc đời này. Nên quý vị thấy là cái lòng từ trải rộng của một cái vị tu tập Bồ Tát á quý vị, không thể nghĩ bàn được đâu. Nơi nào mà chúng sanh cần là Bồ Tát sẽ đến, hoặc chí ít vì chúng ta cũng tu hạnh nguyện của Bồ Tát á quý vị. Nên giữa cái đầm sen mênh mông bao la thế này, thầy muốn gửi một cái tâm từ yêu thương cho toàn thể quý vị Phật tử bao la mênh mông trong cái ngày, những ngày đầu năm mới của tháng 1 năm 2021, cũng như là cuối năm âm lịch, đến cho toàn thể quý vị Phật tử. Và thầy cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị Phật tử đã theo dõi kênh YouTube Chùa Pháp Tạng, như kênh Thích Trí Huệ, những bài thuốc, những bài giảng. Và quý vị Phật tử, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, như là các vị Bồ Tát âm thầm giữa cuộc đời này, âm thầm hỗ trợ cho chùa, cho quỹ từ thiện Chùa Pháp Tạng, để làm cái sứ mạng lợi ích cho chúng sanh về thuốc thang, các cái nơi, cái phòng thuốc từ thiện, rồi là bao nhiêu là phần quà yêu thương đến cho bà con khiếm thị, rồi học bổng cho các em, rồi mấy trăm căn nhà tình thương, rồi cả trăm con cầu, rồi là nhiều con đường để đem đến lợi ích cho cuộc đời này trong một năm qua. Và quý vị đã đồng hành với quỹ từ thiện Chùa Pháp Tạng nhiều năm, nên cái nhân dịp cuối năm cũ đầu năm mới, trong chuyến đi từ thiện như là đi giảng ở miền Tây, khu vực Đồng Tháp, của Tháp 10, thầy cũng chúc toàn thể quý vị Phật tử cũng phát tâm Bồ Tát tu tập như hạnh hoa sen bất nhiễm bùn, và phát tâm làm lợi ích cho cuộc đời mình như là sự cống hiến của hoa sen, cây sen, ngó sen, cành sen, lá sen, hạt sen, tim sen, làm lễ cho cuộc đời như ngày hôm nay. Xin chúc toàn thể quý vị có một cái tâm lòng quảng đại bao la như là Bồ Tát giữa cuộc đời này, dấn thân mà không nhiễm bùn, và dấn thân mà không nệ gian lao, không màng khó nhọc, để bước qua một năm mới tràn đầy trong tình yêu thương. Chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng được mạnh khỏe, sống lâu, sắc đẹp, trí tuệ, giàu sang, và luôn luôn lúc nào cũng phát lên tâm đại từ đại bi dũng mãnh, tu tập thanh lọc tâm mình, bước vào dòng thánh ở trong tương lai. Và xin hồi hướng tất cả phước báo công đức này cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ của quý vị được nhờ công đức đó mà giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Xin cầu nguyện cho dịch cúm corona trên toàn thế giới sớm qua khỏi, và tất cả mọi người đều an vui phúc lạc, trở lại cái đời sống sinh hoạt thường nhật. Và xin chúc cho tất cả các đạo tràng tu tập càng ngày càng dũng mãnh tinh tiến hơn, và chúc cho tất cả quý vị Phật tử thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng gì bệnh an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.